Vào xin lỗi một câu đi. Thôi, tôi thấy không có mặt mũi nào nữa. Hành xử như một người trưởng thành, gánh vác trách nhiệm của mình đi xem nào. Giờ tao không có tâm trạng nói chuyện đâu. Để lúc khác. Nhưng mà mày nghe tao giải thích đi. Lúc đó tao thấy cái cặp đó nó cứ khiêu khích mình. Tao nghĩ là tụi nó đã dở trò, cho nên tay Trần mới không chịu ra tòa làm chứng. Tao đâu có biết là ông bị tào thao dí đâu. Lúc đó trong đầu tao nóng quá. Tao nói là để lúc khác mà. Mà tao bức rất quá à. Tao xin lỗi. Tao biết là mày đã dốc sức quyết liệt cho vụ này như thế nào. Mày biết tao dốc sức quyết liệt cho vụ này mà mày phá tao như thế à? Ai cần mày làm như vậy? Hay là mày cứ nóng lên rồi muốn làm gì thì làm, không cần biết là người khác có cần hay không? Nhiệt tình như thế là đại phá hoại, là ngu xuẩn đấy. Tao biết là tao đại ngu xuẩn. Tao phá hoại. Tao làm hỏng việc lớn của mày. Nhưng mà tao chỉ nghĩ là... Mày nghĩ cái gì? Mày nghĩ là mày làm sai để giờ có người sửa cho mày à? Làm gì có chuyện đó. Giờ tao thua trắng rồi đấy. Vừa ý của mày chưa? Mày thua rồi nào. Vụ nào ra vụ đó. Chỉ cần tay Trần ra tòa làm chứng là được chứ gì. Làm chứng xong mày sẽ thắng. Còn tao, gia đình bên đó muốn tố cáo tao thì cứ tố cáo đi. Tao chịu hết á. Tao không có để dính líu liên quan gì tới mày đâu. Mày nói thế mà nghe được à? Thôi. Hai người đang muốn bình tĩnh. Để lúc khác nói tiếp được không? Chứ bây giờ mày muốn tao nói như thế nào nữa hả? Tao thà là tao ở tù. Chứ tao không muốn bạn tao hỏi tao là tao làm như vậy để làm cái gì. Tao làm như vậy để làm cái gì vậy? Để cho mày nói tao ngu xuẩn, rồi mày xố tuyệt vô cái tình bạn này của tụi mình đó hả? Tao là như vậy á. Mày nghĩ sao thì mày nghĩ đi. Đinh. Thôi chị, để lúc khác nói tiếp.